Buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 7 tháng 8. Thì trước khi bắt đầu thông tin chi tiết á, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, để video của mình đến tay mọi người một cách sớm nhất. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thông tin đầu tiên chính là Chợ Lách vừa phát đi thông báo khẩn là Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách đề nghị những ai từng đến Bách Hóa Xanh huyện Chợ Lách, địa chỉ là quốc lộ 57 khu phố 2 thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, đối diện điện máy xanh và Thế giới di động huyện Chợ Lách, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều ngày 3 tháng 8. Hãy khẩn trương khai báo y tế ở trạm y tế gần nhất hoặc là gọi đến trạm y tế thị trấn ở số điện thoại 02753 871 563 để được hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Và thông tin tiếp theo, còn tại Mỏ Cày Bắc, một nhóm đá gà ăn tiền trong thời gian giãn cách xã hội bị phạt số tiền tổng cộng 141 triệu đồng. Thì 9 người tham gia đá gà ăn tiền và vi phạm các quy định về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Thì ngày 4 tháng 8, Công an xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đối với 9 người liên quan đến vụ đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thì theo hồ sơ vụ việc, ngày 21 tháng 7, Công an xã Thạnh Ngãi bắt quả tang 9 người tham gia đánh bạc bao gồm Lương Văn Hồng, Dương Nghĩa Minh, Phạm Văn Điền cùng 46 tuổi, Lương Văn Ngân, Huỳnh Văn Hưởng cùng 55 tuổi, Nguyễn Ngọc Thái, Huỳnh Thanh Lâm cùng 41 tuổi, Nguyễn Thanh Tùng 48 tuổi, Phan Ngọc Hân 34 tuổi cùng ngụ ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Và thông tin tiếp theo, còn tại Dòng Trơm, một đối tượng vừa bị phát hiện vì nhét ma túy vào bụng con cá lóc vào ngày hôm qua lúc 3 giờ 35 phút chiều ngày 6 tháng 8, thì tổ công tác việc thực hiện các quy định về biện pháp phòng chống dịch Covid-19 công an xã Lương Phú, thì trong quá trình tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một đối tượng là nam thanh niên đi bộ từ hướng ấp Long Ngại đi Lương Phú, thì trên tay cầm túi ni lông bên trong có chứa 2 con cá lóc và một số nhu yếu phẩm thiết yếu và có biểu hiện nghi vấn. Thì tổ công tác phối hợp cùng lực lượng công an huyện tiến hành kiểm tra đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong con cá lóc có chứa một ống nhựa hàng kính hai đầu, kích thước là 2,8 đến 0,5 cm, được quấn kín bằng lớp băng keo dính hai đầu. Thì bên trong ống nhựa có chứa tinh bột màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Trần Minh Thông, sinh năm 1975, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Thì chỗ ở hiện tại nay là ấp Lương Phú, xã Lương Phú, huyện Dòng Trơm. Thì đối tượng khai nhận là sau khi mua ma túy được nhét sẵn trong bụng con cá lóc từ một đối tượng là nữ ở xã Mỹ Thạnh với giá là 200.000 đồng. Khi đối tượng về đến xã Lương Phú thì bị lực lượng tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ. Thì vụ việc được công an xã Lương Phú bàn giao cho công an huyện củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 7 tháng 8. Thì từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày 7 tháng 8, Bến Tre ghi nhận 3 ca dương tính, 1 ca ở Châu Thành và 2 ca ở thành phố Bến Tre. Thì phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa là 2 ca và phát hiện tầm soát ở bệnh viện là 1 ca. Và tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre phát hiện thêm 3 ca dương tính nữa đều ở thành phố. Thì 3 ca này đều trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 7 tháng 8, Bến Tre có 1.073 ca. Số ca tử vong vẫn là 17 ca. Số ca ra viện trong ngày hôm nay là 42 ca. Và tổng số ca ra viện tính đến ngày hôm nay là 313 ca. Mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.